Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, cái việc thờ cúng tổ tiên đã trở thành một cái phong tục là cái chuẩn mực đạo đức và là nguyên tắc làm người. Đồng thời nó là cái chuẩn mực quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt Nam. Dân Việt vốn coi trọng lễ nghĩa, hiếu thảo với cha mẹ và hiếu thảo với ông bà tổ tiên với cái nguồn gốc của mình đặc trưng của văn hóa nông nghiệp cũng được thể hiện trên cái ban thờ tổ tiên của người Việt. Ngoài những cái vật phẩm trên ban thờ như là đỉnh đồng, hạt, bát hương, đĩa bổng, lọ hoa, thì chúng ta còn thấy trên ban thờ có ba hũ đựng nước, gạo và muối. Cái hũ gạo, nước, muối là cái hũ tài lộc, là một trong những cái vật phẩm quan trọng không thể thiếu trong cái bộ đồ thờ cúng của gia đình, giúp mang đến nhiều cái ý nghĩa may mắn, tiền tài. Nhưng không phải ai cũng biết là trong cái ba cái hũ này đựng cái gì và cách thờ thế nào để chuẩn mực xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây à, quý vị thân mến cái đạo lý uống nước nhớ nguồn là cái truyền thống tốt đẹp mang cái giá trị nhân văn sâu sắc về đạo đức về lối sống và đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân việt từ ngàn đời nay điều đó càng được thể hiện rõ ràng thể hiện qua cái lòng biết ơn có sự hiếu kính của con cháu với ông bà tổ tiên với cha mẹ và cái phong tục thờ cúng gia tiên của toàn dân tộc cũng bắt nguồn từ đó mà ra mỗi một cái món đồ thờ cúng thì đều mang trong mình những cái ý nghĩa riêng và có những cái quy tắc sắp xếp nhất định không thể đặt tùy tiện. Trong đó có ba hũ gạo muối và nước là một trong những cái vật phẩm quan trọng không thể thiếu trong cái bộ đồ thờ cúng của mỗi gia đình, giúp mang đến nhiều cái may mắn và cái tài lộc tiền tài cho mọi người. À, tuy nhiên không phải ai cũng biết là đặt ba hũ nước gạo muối trên bàn thờ thế nào là đúng và chuẩn. Thì cái video ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn đặt cái vị trí của ba hũ này ở cái nơi chuẩn nhất một, chúng ta cùng xét về ý nghĩa của ba hũ gạo, muối và nước trên ban thờ gia tiên. À quý vị thân mến, trong văn hóa tâm linh của người Việt thì chết không phải là hết. Những người đã khuất vẫn còn một cái cuộc sống ở thế giới bên kia, dưới một cái hình thức nào đó mà mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy được. À chính vì vậy, để cái tỏ lòng thành kính với những người đã khuất ở nơi suối vàng thì con cháu sẽ dâng lễ vật hàng ngày đầy đủ như tiền, vàng, đúng không ạ? Gạo, muối và nước sạch. À, trong một bộ đồ thờ cúng gia tiên đầy đủ thì không thể thiếu ba cái hũ gạo muối và nước hay còn gọi là ché thờ hay là đài thờ. Đó. Cái sự xuất hiện của ba hũ gạo nước muối này trên bàn thờ gia tiên ấy, là điều tất nhiên và bắt buộc phải có nước gạo và muối là ba loại vật phẩm cần thiết không thể thiếu trong cái cuộc sống của con người. Vì vậy cái việc đặt ba hũ này lên bàn thờ với cái ý nghĩa là mong cho ông bà tổ tiên ở dưới suối vàng luôn được ấm no đủ đầy đồng thời thể hiện cái lòng thành kính lòng biết ơn của gia chủ đối với những người đã khuất với tổ tiên thì mỗi hũ sẽ được đựng một thứ khác nhau một hũ đựng gạo một hũ đựng muối và một hũ đựng đựng nước sạch đấy cùng với đó là những cái ý nghĩa đặc biệt riêng biệt à, chúng ta sẽ xét theo ý nghĩa của từng hũ trên bàn thờ đầu tiên chúng ta cùng xét về ý nghĩa hũ gạo đúng không hũ gạo trên bàn thờ gia tiên trong bộ ba chén à, quý vị thân mến gạo thì được coi là hạt ngọc của trời gạo là cái loại thực phẩm thiết yếu từ ngàn đời nay là cái lương thực để nuôi sống con người. À, lúa gạo là của cải, là cảnh sung túc do trời ban và là sự tinh khiết nguyên sơ. À, trong bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam ấy, có thể thiếu những cái món ăn khác nhưng không thể thiếu những cái hạt gạo thơm dẻo, ngọt bùi từ gạo. Hơn nữa, Việt Nam còn được mệnh danh là cái nôi của nền văn minh lúa nước. Cái việc đặt chế thờ đựng gạo là một cái cách thể hiện cái lòng biết ơn sâu sắc với các vị thần đã ban tặng cho chúng ta những hạt ngọc quý giá của trời. À, chính vì thế cái hũ gạo đặt trên ban thờ là cái biểu hiện cho lòng biết ơn sâu sắc của con cháu đối với ông bà tổ tiên cùng với các vị thần linh à, cũng như là gửi gắm những cái cầu nguyện về việc làm ăn được phát đạt có của ăn của đẻ được dư giả trong gia đình à, thưa quý vị thì ngoài cái hũ gạo đặt trên ban thờ thì cái hũ gạo thì trong gia đình nhà nào cũng có à, thì cái hũ gạo và tủ lạnh thì tủ lạnh thì đựng thực phẩm là nơi cất giữ đồ đạc trong nhà còn hũ gạo thì có cái công dụng đơn thuần chỉ là nơi lưu trữ gạo À, với người phương Đông quen ăn cơm gạo thì cái hũ gạo còn mang cái ý nghĩa là cái kho lương thực trong nhà là nơi lưu trữ cái tài lộc thưa quý vị thì nhiều gia đình ngày nay không mấy khi nổi lửa thậm chí còn đến cả hũ gạo cũng không có trong nhà à, khi nấu ăn thì lại mang túi nhỏ ra tiện tay tiện đâu thì đặt đó tuy nhiên theo phong thủy thì cái điều này không tốt và cực kỳ là kiêng kỵ nó sẽ làm hao tốn cái tài lộc của con người à, thưa quý vị cái hũ gạo nó cũng giống như cái kho bạc của gia chủ các bạn không nên để hũ gạo ở những nơi dễ nhìn đó. Người ngoài nhìn vào là nhìn thấy ngay Nên để những nơi khóc khuất Hoặc là những cái chỗ thoáng mát trong nhà Đó đó là ý nghĩa của hũ gạo trong cái đời sống hàng ngày Và cái việc đặt hũ gạo trên bàn thờ Thì chúng ta sẽ đặt được cái vị đầu vị trí đầu tiên Khi mà các bạn nhìn vào là vị trí đầu tiên bên bên tay trái Cái vị trí hũ gạo đặt sẽ đặt ở trước bát hương Và ở đằng sau cái mâm bồng nhé Đó là hũ gạo hũ đầu tiên tiếp theo chúng ta cùng xét ý nghĩa hũ thứ hai đó là hũ đó là hũ muối à, hũ muối ông bà ta từ xưa đã có quan niệm đầu năm mua muối và cuối năm mua vôi thì đối với cái đời sống vật chất thì muối là một cái khoáng sản là cái tài sản quý giá đối với con người là cái gia vị không thể thiếu trong cái cuộc sống hàng ngày còn đối với đời sống tâm linh thì muối có tác dụng chế cái sát khí cho con người còn tượng trưng cho cái ý chí mạnh mẽ kiên cường và trong sáng vì thế cái việc đặt hũ muối trên bàn thờ với mong muốn sẽ giúp cho cái cuộc sống được ấm no vững chắc và hưng thịnh. À, theo quan niệm dân gian thì muối còn giúp chúng ta xua đuổi cái vận đen và xua đuổi tà ma đem lại cái may mắn đến cho gia đình. Cái thời điểm ngày mùng 1 Tết, ngày đầu tiên của năm mới ấy, thì chính là cái lúc gia đình cần đổ bỏ hết những cái tà khí, những cái túi uế khí, những cái tạp khí và hướng tới cái hiện tại và tương lai. À, thưa quý vị, thì trong ngày mùng 1 Tết thì chúng ta có một cái thói quen là rắc muối ở từng phòng và trước cửa để xua đi tà cái tà khí và chưa đón cái vận may. Thì ngoài ra, À, một số người thì cũng thường cầm một nắm muối rắc ném qua vai trái của mình đúng ạ các bạn nên nhớ là phải ném qua vai trái nhé không nên ném qua vai phải thì cái xui xẻo nó sẽ tăng lên gấp đôi à, trong ngày tết sau khi cả nhà đã đều được thanh lọc sạch sẽ thì là cái lúc mà chuẩn bị một bát nước muối phong thủy để xua đi cái tà khí cho cuộc sống cả năm đó được bình an và hạnh phúc thì ngoài ra trong cái dịp tết ngày đầu năm ấy, thì chúng ta cũng sử dụng đặt một bát nước muối ở cái vị trí thích hợp trong suốt một năm đó, gia chủ không được che miệng bát lại và để yên tại một vị trí không được xê dịch hoặc là động chạm. Nếu bị xê dịch thì cái năng lượng tiêu cực nó sẽ tích tụ, nó sẽ bị vỡ, đúng không ạ? Và cho đến ngày cuối năm thì các bạn hãy đổ bát nước muối và đựng đồng xu đó đi. Đó, đó là cái ý nghĩa của muối. Trên bàn thờ thì ngoài hũ gạo, hũ muối nó còn là chứa cái ý chí mạnh mẽ. Nó cũng có hành thuộc kim nên nó là cái nguồn sinh ra cái tài lộc. Vậy nên cái việc đặt cái hũ muối trên bàn thờ là cái điều mà các bạn nên làm tiếp theo chúng ta cùng xét đến hũ thứ ba là đó là hũ gì hú đựng nước đúng không ạ thì các bạn thân mến nước chính là cội nguồn của sự sống trên cái thế giới này thì con người có thể thiếu ăn thiếu mặc nhưng không thể nào thiếu được cái nước sạch à nước là cái nguồn tài nguyên cần thiết nuôi dưỡng cái vạn vật thiếu nước thì con người và vạn vật chắc chắn sẽ không thể sống nổi như vậy cũng đủ biết nước quan trọng như thế nào thì đồng thời cái đặc tính của nước là mãnh liệt là trong sạch và là cao thượng thanh cao nước có thể rửa sạch những thứ vấy bẩn và làm sạch nó trở nên thuần khiết, tinh khiết và trở nên sạch sẽ hơn. Vì vậy, khi gia chủ đặt hũ nước trên bàn thờ với cái ước nguyện là có tấm lòng thanh tịnh, tâm được tĩnh lặng, yêu thương và gửi gắm cái hy vọng có một cuộc sống là an nhiên hạnh phúc, vượt qua được những cám dỗ của đời thường và có được cái sức mạnh và cái sự trong sạch như nước. Đó, đó là cái ý nghĩa của của hũ nước. À thưa quý vị, Bây giờ chúng ta cùng xét về cái cách đặt ba hũ gạo muối nước trên bàn thờ như thế nào để là chuẩn nhất đúng không ạ? Quý vị thân mến, không gian thờ cúng là nơi linh thiêng nên gia chủ cần phải chú ý không nên tùy tiện đặt cái ba cái hũ nước gạo muối ở bất kỳ vị trí nào. Khi mà đặt ở vị trí nào thì các bạn cũng cần phải tìm hiểu và xem xét một cách cẩn thận vì nó có thể ảnh hưởng đến cái phong thủy của gia chủ và khiến cho gia chủ gặp nhiều cái điều xui xẻo không may mắn. À, với cái tầm quan trọng của ba hũ nước gạo muối thì cái việc sắp đặt ba hũ này trên bàn thờ cũng không thể tiến hành một cách tùy tiện bạn đâu đặt đấy được à, cho dù không gian thờ cũng lớn hay nhỏ và được sắp xếp ra sao thì gia chủ cũng đều cần phải chú ý đến cái vị trí đặt của ba hũ này để làm sao cho bàn thờ được phù hợp và đúng phong thủy nhất điều này không chỉ gây ảnh hưởng tới cái phong thủy của bàn thờ mà hơn hết À, khi đặt đúng phong thủy thì ba cái hũ nước gạo muối sẽ giúp cho ông bà tổ tiên có thể nghe thấy những cái lời cầu mong của gia chủ từ đó mà phù hộ độ trì cho cuộc sống của gia chủ được thêm thịnh vượng và may mắn. Bây giờ chúng ta cùng xét về cái vị trí đặt ba hũ gạo muối nước. À, thưa quý vị, quý vị có thể sắp xếp ba hũ nước gạo muối thành một hàng ngang hoặc là hình tam giác. thì theo thứ tự sắp xếp này thì nước sẽ ở giữa đúng ạ? nước sẽ ở giữa và hũ gạo muối sẽ ở hai bên về vị trí đặt ba hũ nước gạo muối thì gia chủ nên đặt phía trước của bát hương và phía sau của mâm bồng mỗi một chóe thì cách nhau khoảng từ 3 đến 5 cm đó còn vị trí đặt ba hũ nước gạo muối trên ban thờ thì còn tùy thuộc vào cái vị trí ban thờ rộng hay hẹp kích thước ban thờ lớn hay nhỏ hay là cái cách thờ cúng của mỗi gia đình và quan trọng ấy thì các bạn cũng cần phải lưu ý đó là loại ban thờ gì bây giờ chúng ta cùng xét về cách đặt ba hũ gạo muối nước trong từng cái loại ban thờ riêng biệt. Đấy. Đầu tiên chúng ta cùng xét là với ban thờ gia tiên, thì trên bàn thờ gia tiên đấy chúng ta sẽ đặt ba hũ gạo muối nước hoặc là các bạn có thể đặt gì hai hũ muối và gạo thôi cũng được. À, các bạn có thể đặt hai hoặc ba hũ ở phía trước bát hương và phía phía gì phía sau mâm bồng. Nếu mà có hai hũ thì một hũ đựng gạo và một hũ đựng đựng muối, đúng không? hoặc là một hũ đựng gạo và một hũ đựng nước ừ, tùy theo các bạn à, cầu mong về cái gì thì sẽ đặt thứ đó. À, chúng sẽ được đặt sau mâm bồng hoa quả và đặt trước bát hương đặt, theo thứ tự gì ngang hàng thì còn đối với ban thờ thần tài ấy, thì cái hũ gạo muối nước thì đặt sau bát hương nhé đặt sau bát hương và đặt trước mặt ông thần tài thổ địa tức là sẽ đặt ở vị trí giữa bát hương và ông thần tài thần tài thổ địa đúng không ạ còn đối với ban thờ Phật thì chỉ cần đặt một hũ nước sạch để thể hiện cái lòng thanh tịnh là được hoặc các bạn cũng có thể đặt hai bên đúng không ạ? hai bên ban thờ Phật còn đối với nhà gia chủ mà không có không gian thờ cúng rộng ấy, mà không gian nó nhỏ hẹp hoặc ban thờ quá bé thì cả ba hũ nước gạo muối thì đều chiếm nhiều cái diện tích nên là có thể đặt một cái hũ muối hoặc một hũ gạo hoặc một hũ nước thôi cũng được à, thứ ba tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những lưu ý khi đặt ba hũ nước gạo muối trên ban thờ à, quý vị thân mến cái việc thờ cúng ấy là cái việc vô cùng quan trọng và linh thiêng nếu xác định thờ cúng tổ tiên thần linh thì gia chủ phải chỉ thật thành tâm cái vị trí đặt ba hũ nước gạo muối trên ban thờ nó mang lại cái ý nghĩa linh thiêng do đó cái việc đặt ba hũ nước gạo muối lên ban thờ gia tiên ấy, cần phải chú ý đến những cái vấn đề sau. Tùy theo kích thước của ban thờ và cách bố trí ban thờ mà gia chủ sẽ lựa chọn cái hũ nước gạo muối có kích thước phù hợp. Gia chủ nên lựa chọn cái hũ gạo ngon. Nếu mà ở quê thì nên chọn gạo mới và chọn nước sạch, muối sạch để làm cái vật phẩm thờ cúng trên ban thờ gia tiên. Thì đối với hũ muối ấy, thì các bạn nên gì, rang muối khô và đặt vào trong này để cho muối đỡ bị gì? Đỡ bị chảy nước. Đó. À, chế thờ thì cần phải được đặt cẩn thận và đảm bảo chất lượng đặc biệt các hũ gạo muối nước thì phải được gì dùng riêng không được dùng chung với các sản phẩm khác trong gia đình để giữ được tính linh thiêng trang nghiêm trong cái việc thờ cúng vậy nên các bạn nên sắm ba cái ché gạo muối nước thờ riêng thờ riêng như thế này để chúng ta chiêu mời cái tài lộc và may mắn đến với gia đình khi mà lựa chọn cái ché thờ thì các bạn nên chọn ché thờ có miệng nhỏ cái miệng nhỏ và gì cái bụng ở giữa nó phình ra phình ra thì đây là cái điều điều này mang cái ý nghĩa là cái bình thu hút tài lộc chiêu mở cái may mắn cho gia đình đấy à, khi chọn chóe thì các bạn cũng không nên chọn cái loại chóe thờ nó bị sứt mẻ hoặc là chất lượng kém à, như vậy nó sẽ rất bị bể trong cái quá trình mà thờ cúng và cái đồ thờ cúng mà nó bị bể bị vỡ thì nó là cái điểm xui xẻo mà gia chủ không muốn hướng tới đúng không ạ thứ ba là cái hoa văn trang trí trên chóe thờ ấy. thì các bạn cũng phải lựa chọn cái hoa văn nó mang tính chất là may mắn đẹp mắt như hoa sen hoa mai hoặc là gì long phụng xung vầy đó À, một câu hỏi nữa mà đối với ba chén ba hũ nước gạo muối là khi nào thì nên thay à, chúng ta nên thay cái hũ gạo muối nước một cách thường xuyên vì ban thờ rất dễ bị bụi bẩn việc luôn giữ sạch sẽ sẽ giúp đem lại điều may mắn hơn cho cả gia đình à, khi mà đặt vật phẩm ba hũ nước gạo muối trên ban thờ để thờ cúng thì cái thời điểm thích hợp nhất để thay cái hũ này là khoảng 2 đến ba tuần hoặc là một tháng một lần là tốt nhất à, đối với việc thay hũ gạo thì hũ gạo các bạn có thể chỉ đổ cái gạo cũ đúng ạ đổ gạo cũ đổ một một phần ba hai phần ba gạo cũ vào trong bình để ăn và gì cũng lấy thêm gạo mới đổ vào đó à, đối với hũ gạo thì gia chủ có thể lấy cái hũ gạo cũ đổ vào cái thùng gạo ăn đúng ạ và gia chủ sẽ có thể đổ thêm một nửa gạo và một nửa muối vào từng lọ sau khi mà chúng ta chúng ta thay mới chế thờ đó. tuyệt đối là không được đổ hết gạo trong chế thờ đi và cho muối trong chế thờ đi vì là gì đó là lộc của tổ tiên cho con cháu được hưởng đổ hết thì coi như là gì đổ hết cái tài lộc và may mắn À, thưa quý vị như vậy là thông qua cái chia sẻ ngày hôm nay tôi đã giải đáp thắc mắc cho quý vị về ba cách đặt hũ nước gạo muối trên bàn thờ thế nào hy vọng qua chương trình ngày hôm nay sẽ gửi tới gia chủ những cái thông tin hữu ích dành cho tất cả mọi người giúp các bạn có cách nhìn tổng quát đúng đắn hơn về cái việc thờ cúng tổ tiên và cái việc sắp xếp ban thờ mang lại cái may mắn mang lại cái tài lộc cho gia chủ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn